Thưa quý vị, tháng 6 là tháng của những đóa sen nở rộ. Người ta có thể bắt gặp được hoa sen ở bất kỳ đâu, từ những bông sen chúm chím đang đung đưa trong gió tại các đầm hay là ao, từ những cánh hoa đầy màu sắc trên phố, hay cho đến những bức ảnh kỷ niệm. Hoa sen hiện diện trong từng góc nhỏ của cuộc sống và trở thành một nét văn hóa không thể thiếu của người dân Việt Nam. Sau những tháng ngày dịch bệnh khó khăn, mất mùa trắng tay, năm nay sen lại bung nở, tỏa hương cùng người nông dân, những người đã gắn bó cả cuộc đời mình cùng những đầm sen. Là người chăm bón, mong ngóng hàng chục mùa sen nở. Với chị Hoa, khi sen trổ bông cũng là khi những thấp thỏm của cả một năm được trút bỏ, công sức của gia đình được bù đắp. Trồng sen là một công việc nói khó thì cũng thật khó, mà nói đơn giản thì cũng có phần giản đơn. Nhưng quan trọng là người trồng sen phải tâm huyết với nghề, để mỗi bông sen lớn lên đạt đủ độ sắc, độ hương. Đơn giản là chỉ thu hoạch trong 3 tháng thôi, nhưng nó có thể ủ cây trong suốt 8 tháng. Khi mà mình vào cái đầm sen nhà mình ấy, cái lá nó xào xạc không, nó cũng đã tạo cảm cho mình một cái thư giãn rất là tuyệt vời. Chẳng phải một thợ ảnh chuyên nghiệp, thế nhưng chưa một mùa sen nào trên Hồ Tây mà bà Trinh và bạn của mình lại bỏ lỡ. Bởi với họ, 3 tháng sen nở là 3 tháng ít ỏi họ được sống lại những ký ức của tuổi thơ, được tận hưởng những dư âm trong trẻo hiếm hoi còn sót lại giữa bộn bề cuộc sống vội vã. Từ nhỏ là tôi đã có một cái tình cảm rất là khác biệt với sen. Tôi thực sự là nếu mà tôi nhìn thấy sen là dù bất cứ trong một cái trường hợp nào thì tôi cũng phải nhảy xuống để tôi chụp. Cũng như mỗi người Việt Nam ấy, mình cứ lớn dần lên theo các mùa sen, và cái sen nó cứ đi vào ký ức của mình cũng giống như của tất cả mọi người ấy. Nhưng mà trong riêng mình thì là cái bông sen nó đậm nét lắm, nó Việt Nam lắm, nó duyên dáng lắm. Là một loài cây có sức sống mãnh liệt qua năm này tháng khác, từng búp sen đâm chồi vươn lên từ bùn đất để bung nở, tỏa hương khoe sắc. Hoa sen cũng đã trở thành nguồn cảm hứng cho những sáng tạo nghệ thuật, những tác phẩm lưu giữ kỷ niệm của người Việt với sen. Và quan trọng hơn là để hoa sen không mai một trong đời sống hiện đại.